Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo, Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa các loại trong 4 ngày tấn công liên tiếp vào các mục tiêu tại Ukraina. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraina đã bắn hạ được một số tên lửa và máy bay không người lái của Nga, song thừa nhận khả năng phòng không của Ukraina vẫn chưa đủ để bảo vệ toàn bộ bầu trời Ukraina. Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine đang làm việc với các đối tác nhiều nhất có thể để có thêm các hệ thống phòng không nhằm đảm bảo an ninh cho Odessa và các thành phố khác trên cả nước. Trước đó, ông Zelensky nhận định các cuộc tập kích gần đây dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây tổn thất cho thành phố cảng Odessa. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên không và quân đội Ukraine đang phải đối mặt với không ít khó khăn trên chiến trường. Thủ tướng Ukraina Denis Sihan thông báo, Ukraina sẽ nhận khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ do chính phủ Nhật Bản bảo lãnh từ Ngân hàng Thế giới VKP. Số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường bảo trợ xã hội, hỗ trợ người dân trong cuộc xung đột của Ukraina và tái thiết nền kinh tế. Trước đó, Ban điều hành của Quỹ tiền tệ Thế giới IMF đã hoàn thành đánh giá đợt đầu tiên về chương trình cho vay trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraina, cho phép Kiev ngay lập tức rút 890 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ngân sách nước này. IMF cho biết, nhà chức trách Ukraine đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong việc đáp ứng các cam kết cải cách trong các điều kiện đầy thách thức. Các nhà lãnh đạo của Colombia và Nicaragua đều bày tỏ mong muốn sớm đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp biên giới trên biển kéo dài nhiều năm qua đối với ba hòn đảo ở khu vực Caribe dựa trên phán quyết mà Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra vào tuần trước. Trong một tuyên bố, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega bày tỏ hy vọng thỏa thuận bao gồm phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 2012 trao cho quốc gia Trung Mỹ chủ quyền đối với phần lãnh thổ có diện tích trên 75.000 km vuông. Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Nicaragua đối thoại dựa trên các phán quyết mới nhất của Tòa án Công lý Quốc tế. Kể từ đầu thế kỷ 20, Nicaragua và Colombia đã tranh chấp quyền sở hữu vùng biển giàu khoáng sản và cá ở Caribe, mặc dù hai nước không có chung đường biên giới trên bộ. Nicaragua đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế mở rộng danh giới pháp lý ngoài khơi của họ. Tòa án Công lý Quốc tế đã xác định rằng các quyền ngoài khơi của Nicaragua đối với thềm lục địa trong phạm vi 200 hải lý đã được thiết lập và từ chối yêu cầu của Bolivia để mở rộng danh giới. Tua điện gió ngoài khơi nằm ở tỉnh Phúc Kiến phía đông Trung Quốc với công suất 16 MW đã được kết nối với mạng lưới điện của nước này để phát điện. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc sản xuất thiết bị điện gió và năng lượng sạch của Trung Quốc pin gió này cao 152m với đường kính cánh quạt dài 252m do Trung Quốc tự chế tạo đây được xem là tuabin có công suất và đường kính cánh quạt lớn nhất thế giới trong điều kiện bình thường mỗi năm tuabin này có thể sản xuất ra lượng điện sạch lên tới 66 triệu kilowatt, đáp ứng nhu cầu về điện của hơn 36.000 hộ gia đình Trung Quốc sản xuất gần 60% thiết bị điện gió được bán trên thị trường toàn cầu Trung Quốc đã và đang tăng cường xuất khẩu thiết bị năng lượng gió với khả năng xuất khẩu đạt 12.000 MW.